Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình sản phẩm mỗi ngày của TLD. Trên kênh YouTube của nhà mình thì ngày nào cũng nhận được rất nhiều câu hỏi đơn giản như này. Các bạn hỏi là em có tầm tiền từ 4 đến 7 triệu thì nên mua laptop mới hay là laptop cũ, và cái tầm tiền đấy thì nó sử dụng được mục đích gì là tốt. Tầm tiền từ 4 đến 7 triệu thì các bạn có thể dùng tốt ở các phân khúc là văn phòng, chơi game online, và các bạn có thể làm đồ 2D. Còn nếu mà các bạn có thể hy vọng hơn thì tôi nói luôn là không có. Các bạn không thể hy vọng cái tầm tiền đấy mà nó làm tốt các công việc đồ họa được. Nếu mới tầm từ 7 triệu đổ lên ý, thường các bạn nếu mà mua máy mới ý, thì bạn chỉ mua được cấu hình i3, và thường là cái xung nhịp nó rất là thấp, thường là chip U, thì chúng ta làm việc nó sẽ yếu hơn so với chip M. Còn tầm tiền từ 4 triệu nếu mà để mua máy mới thì bạn chỉ có thể mua được một chiếc máy chạy chip Pentium. Tôi nói luôn, Pentium thì nó đúng ra các bạn mua về dùng nó rất là tốt, nhưng nó chỉ đọc báo, xem phim, nghe nhạc, và chủ yếu là chức năng văn phòng, và nó không có khả năng chơi game và cũng không có khả năng làm đồ họa được, nên các bạn cân nhắc trước khi mua. Còn nói một đôi chút về khấu hao, ví dụ như các bạn mua một cái máy mới 7 triệu chẳng hạn, các bạn chỉ cần bước ra khỏi cửa hàng các bạn đã bay đứt mất 2 đến 3 triệu rồi. Còn nếu mà mua một cái máy cũ thì các bạn mua tầm từ 4 đến 7 triệu thì nó khấu hao rất là thấp. Tôi nói ví dụ một cái máy mà các bạn mua trên thị trường, máy cũ nó khoảng 4 triệu đồng đi, thì các bạn dùng gọi là 2-3 năm chúng ta đi học cũng có thể là làm văn phòng, thì các bạn khấu hao nó chỉ mất khoảng 2 triệu. Thì vị trí là mỗi một năm chúng ta nếu mà dùng cẩn thận thì mất khoảng 1 triệu một năm. Trên bàn mình đây là 6 sản phẩm của hãng HP, Lenovo và của hãng Dell. Mình sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm, những điểm mạnh, điểm yếu của cho các bạn lựa chọn. Đây là chiếc màn hình 12,5 inch, và đây là chiếc màn hình 14 inch, đây là 14 inch, và đây là chiếc màn hình 15,6 inch, và đây 15,6 inch. Các bạn làm sao phù hợp với mình thì các bạn chọn. Bây giờ tôi sẽ đánh giá chi tiết từng sản phẩm một. Trên bàn mình đây là 6 sản phẩm, thì mình sẽ giới thiệu sản phẩm đầu tiên, đó là chiếc Dell 6420. Các bạn lưu ý cái form của màn hình 14 inch này thì có cái chiếc 6420 này, 6230 hoặc 6330, nó chỉ khác nhau kích cỡ về màn hình thôi, và nó khác nhau về CPU. Còn tầm tiền là dưới 5 triệu thì các bạn mua chiếc máy như này. Đây các bạn nhìn cái cấu hình của nó. Đây là dòng cao cấp của Dell hồi xưa, nó được xếp vào phân tích business nha các bạn nhé. Dòng Latitude nó rất là bền. Trang bị màn hình 14 inch chống lóa và cũng khá đầy đủ các cổng. Như bên này nó cũng có cổng eSATA này, hai cổng USB này và cổng DVD đều có đủ. Bên trái có cổng VGA cũng rất là tiện cho các bạn này. Cổng LAN đằng sau đây các bạn. Với chiếc 6420 này thì nó được trang bị cấu hình Core i5. Trên thị trường thì thường nó Core i5, con này lưu ý là thế thứ hai, và có khả, nó là chip M thì nó rất là khỏe và có khả năng nâng cấp lên i7. Các bạn đây là phiên bản i7. i7 trên thị trường nó bán khoảng hơn 6 triệu, các bạn lưu ý để lựa chọn. Và ổ cứng được trang bị dòng này thường ở dung lượng khoảng 250 đến 320GB, và chúng ta có thể có dung lượng 500GB để các bạn yêu cầu các cửa hàng option thêm cho các bạn. Chiếc thứ hai mình muốn giới thiệu các bạn mà làm cái thời gian mà làm từ 7-8 tiếng trên thì nên chọn màn hình 15,6 inch. Nếu mà cái màn bé quá thì thời gian lâu nó nhìn nó rất là mỏi mắt, thì các bạn chọn cái màn 15,6 inch chiếc HP ProBook 6570B này. Con này sử dụng vi xử lý Core i5 thế hệ thứ 3, ví dụ như là 3230 thì nó cũng tương đối là thoải mái. Màn nó cũng được trang bị chống lóa, chúng ta cái thời gian chúng ta làm việc văn phòng rất là tốt. Và có bàn phím phụ này thì khả năng nhập liệu rất là ok. Và RAM thường ở trang bị trên chiếc máy này thường nó khoảng 4GB, và ổ cứng là 320. Vỏ con này thì bằng nhựa chứ, đây các bạn nhìn. Cổng cũng đầy đủ hết các cổng, mà nó có hai cổng USB này, DVD này, cổng LAN này. Đằng trước thì không có cổng nào cả, ở đây có cổng VGA. Các bạn làm phòng được cái cổng này để tiện. Đây có cái cổng eSATA và hai cổng USB này, con này cũng tương đối là đầy đủ các cổng. Với cấu hình của chiếc này thì các bạn có thể thoải mái làm đồ 2D và có thể chơi game online tốt. Tầm tiền như con máy này trên bán trên thị trường nó khoảng hơn 5 triệu, các bạn có thể lưu ý để lựa chọn. Chiếc thứ ba mình muốn giới thiệu đến các bạn là chiếc Lenovo ThinkPad T410, dòng siêu bền của Lenovo. Như các bạn biết thì dòng Lenovo điểm mạnh nhất của nó là bằng cái bàn phím. Khả năng nhập liệu của nó rất là sướng, mà có bàn phím này thì mình nói luôn là sướng hơn hầu hết các loại bàn phím trên thị trường. Các bạn làm văn phòng là hầu hết mà cần yêu cầu độ bền cao thì đa số tôi thấy các bạn là chọn máy Lenovo. Chiếc máy này thì sử dụng vi xử lý Core i5 thế hệ đầu tiên. Còn cái dòng nâng cấp thứ hai của nó là T420 thì dùng Core i5 thế hệ thứ hai, và T430 nó dùng Core i5 thế hệ thứ ba. Cái tầm tiền một chiếc máy ở trên thị trường đang bán khoảng 4 triệu đồng với phiên bản Core i5 RAM 4GB và ổ cứng 250, ổ cứng 320, màn hình 14 inch nha các bạn nhé. Và chiếc máy này cũng màn hình cũng được trang bị chống lóa nên chúng ta ngồi làm cả ngày cũng yên tâm là nó cũng rất là ngon. Còn máy này mình cũng thấy là đầy đủ hết các cổng này, có DVD, có USB và có cổng eSATA và đầu đọc thẻ, đầy đủ hết cổng phone. Bên này nó cũng có cổng VGA nó rất là tiện cho chúng ta này, và 4 cổng USB bên này nữa. Đây là cổng mini port chứ không phải USB nha các bạn nhé. Và thời lượng pin của chiếc máy là ví dụ quả pin 9 cell này là nó được khoảng 3 đến 4 tiếng. Chúng ta phải lưu ý là có chọn con này hay không. Chiếc thứ tư tôi muốn giới thiệu các bạn đó là chiếc của phân khúc HP. Chiếc này thì nó hơn nửa những chiếc kia, thì nó sử dụng vỏ nhôm nguyên khối, nó rất là chắc chắn.
và con này đạt được tiêu chuẩn quân sự nhưng mà độ bền của nó rất là cao. Với màn hình 15,6 inch mà có phím phụ như này nó sẽ phù hợp với các bạn làm văn phòng và các bạn có thể chơi game như viết trên máy là rất là sướng. Có chiếc này thì với cấu hình này thì thoải mái chơi game online được. Đây là phiên bản 8570P, nó sử dụng vi xử lý Core i5 thế hệ thứ 2 hoặc phiên bản Core i7. Các bạn có thể lựa chọn và RAM của nó cũng được trang bị là 4GB. Và ổ cứng trên chiếc máy là 320 hoặc 250 500 tùy chúng ta chọn, và màn trên chiếc máy này thì có độ phân giải cao nhất là màn Full HD. Còn thường thường giá từ tầm tiền khoảng dưới 6 triệu thì các bạn mua được chiếc i5 này. Nhưng mà màn hình nó chưa được là Full HD các bạn nhé. Còn nếu mà có Full HD mà có cạc rời mà phiên bản i5 thì nó khoảng hơn 6 triệu một chút. Nếu mà phiên bản i7 nó khoảng hơn 7 triệu thì các bạn lưu ý lựa chọn. Và chiếc này thì tôi thích vì nó là vỏ nhôm nguyên khối, chúng ta làm chúng ta có thể này. Nó rất là chắc. Và các cổng các bạn nhìn thấy đây, nó cũng có DVD và hai cổng USB, cổng LAN. Và đây hai cổng USB và đây là cổng VGA tiếp này. Cổng này là cổng VGA ngày xưa, mình xin lỗi mình nhầm. Nó cắm những cái cổng cổ ngày xưa đây. Chiếc này thì có cái bàn phím check nét như này, tớ cũng thích này. Phím nó cứ lỗi này, chúng ta có khả năng chúng ta nhập liệu nó cũng sẽ tốt. Và cái tun chuột con này có 4 phím bấm. Nhìn rất là to. Và màn hình các bạn lưu ý là dòng này cũng được trang bị màn hình chống lóa, chúng ta ngồi cả ngày làm việc thời gian dài cũng không sợ là mỏi mắt. Và trọng lượng con máy này thì khoảng hơn 2 cân và thời lượng pin của nó trụ được khoảng 2 giờ nhé các bạn nhé. Lưu ý để lựa chọn. Phiên bản thứ 5 tôi muốn giới thiệu các bạn đó là chiếc HP 8460, phiên bản màn hình 14 inch. Các bạn nào mà hay thường xuyên phải di chuyển và đi lại ra ngoài nhiều thì dùng cái này nó sẽ tiện hơn so với chiếc màn hình 15,6. Nhưng cái nhược điểm của nó là màn hình bé, đối với khi chúng ta nhìn nó cũng không sướng lắm. Như các bạn thấy là chiếc màn hình 14 inch thì nó không có phím phụ mà chúng ta chỉ có bàn phím số như này. Cũng là dạng phím check led nổi và tun chuột cũng rất là lớn. Các cổng kết nối trên chiếc máy này cũng giống chiếc kia. Đây nó cũng có đầy đủ hết các cổng này. USB, mini port và các cổng phone, cổng mic đủ hết. Và đây cũng có thêm cổng nữa các bạn. Cổng VGA thì nó đằng sau cổng LAN đây. Cổng này là cổng ngày xưa là cổng điện thoại đây. Con này thì cũng được trang bị màn hình 14 inch chống lóa, và phiên bản cái màn hình này thì nó 1366768 và một số phiên bản được trang bị màn hình HD cộng. Và giá bán trên thị trường của chiếc HP 8460 là sử dụng vi xử lý Core i5 thế hệ thứ 2 RAM 4GB, ổ 250, giá bán khoảng trên 4 triệu đồng ở các cửa hàng đang bán bây giờ. Chúng ta cũng có thể lưu ý lựa chọn các phiên bản i7 thì nó khoảng 5 đến 6 triệu nha các bạn nhé. Cuối cùng tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó là phiên bản HP EliteBook 2760P. Đây là một phiên bản đắt tiền, nó được xếp vào phân khúc cao cấp. Cái thời điểm năm 2011, cái thời điểm nó ra mắt được chiếc máy này, chúng ta phải bỏ số tiền đến $1,600 để chúng ta mua nó. Đây các bạn nhìn kiểu dáng không? Nó có khả năng như này. Đấy, để thành một chiếc tablet. Nhìn nó rất là hay. Và con này lưu ý là đạt tiêu chuẩn quân sự 810G. HP EliteBook 2760 đạt tiêu chuẩn STD 810G, đó một tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng Mỹ. Nó đạt qua các phép thử như là áp suất cao này, nhiệt độ này, mưa này, độ ẩm cao này, cát bụi, rung lắc. Nói chung là nó đạt nó chỉ cái tiêu chuẩn độ bền cao mà nó chủ yếu được áp dụng cho quân đội. Máy được trang bị màn hình 12,5 inch, có cảm ứng điện rung. Đây, xoay như này, tớ nhìn tớ cứ thích như này. Nhìn ngày xưa mà được một cái máy mà có cả màn hình cảm ứng mà xoay được như này rất là oai luôn này. Nhưng mà giá thành của một chiếc máy này trên thị trường hiện nay nó chỉ hơn 4 triệu đồng nhé các bạn nhé. Máy được sử dụng vi xử lý Core i5 thế hệ thứ 2 và RAM trên máy là 4GB. Lưu ý là chiếc máy này đã được trang bị ổ cứng SSD, chúng ta rất là có thể tin dùng, giá bán trên thị trường nó khoảng dưới 5 triệu. Cũng đầy đủ hết các cổng, các bạn có thể thấy là nó có hai cổng USB này, cổng LAN này. Ở đây là nút có thể bật cái này để chúng ta vào web mà không cần khởi động máy. Ở đây là lỗ phone. Đây các bạn có nhìn thấy là cổng cũng khá đầy đủ mà có cái bút đây này. Đấy. Trọng lượng của chiếc máy này thì nó dưới 2kg và vỏ của nó bằng nhôm nguyên khối. Với cấu hình như này thì các bạn làm văn phòng có thể chơi game online, nhưng mà chiếc này mà để chơi game cái thứ gì hơi bé và vẽ đồ họa hơi bé thì chủ yếu chiếc này nó phù hợp với các bạn thường xuyên mà di chuyển và làm các công việc như chủ yếu là business và văn phòng thì nó sẽ phù hợp hơn. Và pin trên máy nó trụ được khoảng 3 giờ. Tổng quan lại thì với tầm tiền từ 4 đến 7 triệu đồng thì các bạn hoàn toàn có thể mua được một chiếc máy cấu hình cao. Lưu ý đây là máy cũ thì cũng có cái những rủi ro riêng. Tớ cũng phải cảnh báo với các bạn là với những cái model mà từ những năm 2010 đến 2015 thì cũng gọi là cấu hình cũ. Nhưng các bạn lưu ý đó là máy nó đã dùng rồi thì cái những cái kém đầu tiên ở trên chiếc máy này đó là các bạn đi mua ấy thì các bạn phải kiểm tra được chất lượng cái ổ cứng đầu tiên. Và thứ hai đó là pin và thứ ba là cái màn hình. Đó là những cái rất quan trọng khi chúng ta mua máy cũ, tại vì cái thời gian người ta dùng lâu, người ta bỏ lâu rồi, nhiều quả pin nó cũng tự động nó chết chẳng hạn, mà cái dung lượng pin nó sẽ yếu, nên các bạn mua các bạn phải bảo các cửa hàng người ta cam kết cho là pin dung lượng tốt, nếu lỗi thì các bạn có thể đổi sang quả pin khác. Thứ hai các bạn biết là trên cái dòng máy cũ thì đa số được trang bị ổ cứng là ổ cứng HDD, cái tuổi đời thì nó dùng cái ổ cứng HDD như các bạn biết ấy, thì nó chỉ dùng tốt ở trong khoảng 1 đến 2 năm đầu.
Có những cái nó dùng đến 3-5 con tốt, nhưng mà các bạn lưu ý là ổ HDD thì càng chạy nó càng chậm, chứ không có chuyện là nó chạy lâu mà nó vẫn tốt được. Nếu các bạn có điều kiện thì các bạn lên nâng cấp ổ cứng SSD, những chiếc máy như thế này thì nó dùng hoàn toàn tốt. Vì tầm tiền một cái ổ SSD 120GB chúng ta bỏ ra khoảng hơn 1 triệu là chúng ta có thể dùng ngon lành trong 3. Kể cả sau này chúng ta không dùng chiếc máy này nữa là chúng ta vẫn có thể rút cái ổ SSD cho chúng ta nâng cấp những cái dòng máy mới đời sau. Cái thứ ba tôi muốn nhắc các bạn trước khi mua một cái máy cũ này các bạn, đó là việc kiểm tra trên cái điểm ảnh trên cái màn hình có nhiều điểm chết, điểm chấm hay không. Nếu mà có nhiều điểm quá thì có thể yêu cầu cửa hàng người ta đổi cái màn hình nó tốt chúng ta dùng, chứ còn cái màn hình xấu mà chúng ta làm việc thì nó rất là khó chịu. Cái thứ tư ấy, trước khi chúng ta mua cái máy cũ chúng ta nên hỏi cái cửa hàng bán là đã bảo dưỡng vệ sinh máy chưa. Còn nếu mà chưa bảo dưỡng vệ sinh thì trước khi chúng ta mua chúng ta yêu cầu là mở ra bảo dưỡng vệ sinh và lưu ý là tra keo tản nhiệt loại tốt và vệ sinh quạt để chúng ta yên tâm chúng ta dùng. Cái chất lượng dịch vụ bảo hành thì tôi thấy ở trên thị trường năm 2017 ấy, các cửa hàng bán laptop cũ thường họ bảo hành từ 1, 3, 6 hoặc đến 12 tháng. Thì các bạn lưu ý để các bạn lựa chọn. Nếu mà những cửa hàng bảo hành ngắn ấy, thì các bạn phải yêu cầu là cái thời gian ví dụ như 1 tháng phải cam kết cho tôi là 1 đổi 1 thì các bạn nên mua. Còn nếu mà các bạn cứ bảo là 15 ngày 1 tuần ấy, những cái máy cũ ấy mà bảo hành ngắn quá thì các bạn không nên mua, kể cả rẻ cũng không mua. Bởi vì những cái máy đấy chắc chắn là có vấn đề, các bạn có thể lưu ý để các bạn mua. Đối với các bạn mà có nhu cầu sử dụng đồ họa hoặc chơi game ý, thì các chúng ta nên chọn những cái màn hình mà 15.6 và có bàn phím phụ. Và lưu ý là phải có cặp VGA rời thì nó sẽ xử lý đồ họa và game tốt hơn. Nhưng mà cái nhược điểm trên các dòng VGA rời trên những dòng máy cũ ý, thì nó hay nóng thì các bạn cũng phải chấp nhận. Đây là những cái kiến thức cơ bản, hy vọng nó giúp ích cho các bạn chọn một chiếc laptop cũ mà còn tốt mà phù hợp với nhu cầu của bạn. Thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trên video sản phẩm lần sau.